Thôi, mời em trai giới thiệu về mình đi em. Chào, chào anh Quyền Linh, em xin giới thiệu mơ màng bằng tiếng Lào. Hả? Tiếng Lào. Tiếng Lào hả? Rồi giới thiệu của anh sao? Somebody got khỏi Sư Thành, bị đi khỏi Sao Hồng Bi, khỏi Du Nghệ An mà mưa đi khỏi giặc áo bia leo, cặp tay đơ. Gì có câu trên trống nữa. Là sao em dịch câu đó cho anh nghe coi. Tức là em giới thiệu em tên là Thành. Em đến từ Nghệ An, năm nay em 26 tuổi. Hôm nay em muốn lấy vợ rồi. Muốn lấy vợ rồi. Anh 26 tuổi hả? Dạ. Anh làm gì Thành? Em làm công ty in nhãn mác. Nhưng mà tại sao em lại biết tiếng Lào? Trước em cũng sang Lào, Lào Đông. Bây giờ em làm việc cũng tại Nghệ An luôn hả? Không, hiện tại em làm việc ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Em làm ở quận Bình Tân. Bạn ơi, bạn qua Lào bao lâu? Em làm cũng 3 năm chị Hồng Vân ơi. 3 năm mà sao giờ tiếng giống tiếng Lào ấy. Nói tiếng Lào thì nên nói làm sao? Ốm phần lão ra biển nữa. Bạn có dịch được không? Cắn cái xài dấu tí xin nữa. Đâu, em không hiểu gì rồi. Cô chút ăn cái hào sức cô lao luôn chèo á. Bạn có hiểu không? Em không hiểu đâu chị ơi. Em không hiểu. Vâng, nói tiếng Lào sao nó lao 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 sao rồi sao? Hỏi em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Tất cả quý vị khán giả ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Trang, năm nay em 26 tuổi, quê em cũng ở Nghệ An luôn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên mua hàng của một công ty thiết kế và thi công nội thất. Vậy là hai bạn cùng Nghệ An, hỏi đi coi ở huyện nào? Có gần nhau không? Hỏi đi. Hỏi thăm đi, hỏi thăm đi cơ. Em ở thị xã Hoàng Mai, còn anh ở đâu ạ? Ủa, anh ở Yên Thành em ơi, mình gần nhau rồi. Điểm mạnh thế nào nói cho bạn gái biết đi. Chung là điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng. Chung là có chí cầu tiến, ham học hỏi. Em thấy bạn nữ nói có tính tự lập thì bạn đó cũng giống em. Nói chung là cùng tự lập từ nhỏ. Nói chung là từ Nghệ An vào đây là ai cũng có tính tự lập hết trơn á. Tự lập là tốt rồi. Có điểm xấu gì không, tật xấu gì á? Tật xấu nói chung là em cũng hơi nóng tính. Nhưng mà vấn đề trong công việc á, nhiều lúc chủ em mà làm cho người khác hài lòng nhưng mà người khác không làm thì em giống cái kiểu không hài lòng á, thì lúc em cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Bây giờ bạn gái đang nóng tính, em nóng tính thì ai sẽ là nhường ai? Thì tất nhiên là em phải cùng nhường bạn gái. Em nhường bạn gái. Rồi vậy tốt. Thành cũng đẹp trai, dễ thương, cũng duyên dáng thế này, cũng hài hước mà sao em ế? Ai cũng hỏi như ai nha. Tức là em ế cũng có nhiều lý do. Lý do là sao? Trước em cũng có quen nhưng mà tại lúc đó kinh tế chưa, nói chung là chưa phức chắc thì em cũng phải đi làm đấy, nhưng có lúc phụ giúp gia đình rồi trang trải bản thân, tức là không có thời gian nhiều đúng không? Dạ. Em đã có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình nhưng mà mối tình em ngắn à, vài ba tháng à. Vài ba tháng chưa có sâu sắc gì đúng không? Dạ, tính là quen rồi. Tay hẹn đi chơi này kia, chung là có đi chơi, đi uống cà phê rồi nói chung là chưa gì sâu sắc lắm. Còn em sao? Em thì có một mối tình chính thức hồi ở đại học năm 3. Về từ đó tới đây thì cũng có tìm hiểu vài người nhưng mà không hợp. Sau cái thời gian mà chia tay anh hồi hồi mối tình đầu thì em có theo đuổi một anh thần tượng và cũng lấy đó làm niềm vui, cũng là động lực, mối quan tâm lớn nhất của em. Thì em cũng muốn cho mọi người xem đây là idol của em, Park Chan-yeol EXO, rất là đẹp trai, tốt bụng. Tức là em thần tượng anh này á hả? Vâng. Và em sẽ tìm cái gọi là một cái đối tượng tương tự như thế này. Về ngoại hình thì cũng bằng như vậy thì chắc là hơi khó. Nhưng mà em muốn tính cách thì giống như vậy, là một người vui vẻ, hoạt bát. Đó là em đọc báo em biết đúng không? Em đọc báo em. Em là fan girl. À, em đọc báo để coi nha. Coi có giống bên đây không hả? Chị để coi coi sao. Có hình mẫu hả? Thôi thôi. Ủa, ủa. Sao em thấy sao? Em Minh được bao nhiêu phần trăm ấy? Em đã được 40% quá chị ạ. Được 40% thì có được không? Không, đâu mà thấp vậy em. Về ngoại hình thì 40% thì chấp nhận được. Đây nè. Nhưng mà về tính cách em thích, rất thích người tốt bụng. Chung là tính cách thì em ok. Vui vẻ, hài hước có. Dạ. Còn em thì sao? Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em cũng không có mẫu hình lý tưởng nào giống như kiểu giống ai, giống người này người nọ, nhưng mà ý là chung là dễ nhìn chút. Dễ nhìn. Xinh xinh chút. Cao thì trên 1m55, nước da trắng chút. Để anh coi thử coi làm sao. Để ông nào cũng qua coi. Coi làm sao. Cao 1m50. Em chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Dạ. Nói rất là dễ thương ha. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích gia trưởng. Và em có một cái không thích hơi gì một chút, là em không thích mùi cơ thể.
thích mùi, không thích mùi cơ thể. À, thực ra là em có lý do, là bởi vì cái mũi của em là bị viêm mũi dị ứng, cho nên là rất là nhạy cảm với mùi hương. Em người nào cũng có cái mùi đó á, nhưng có những cái mùi rất là đặc biệt, hay là em gì chỉ dị ứng những cái mùi đặc biệt không? Nói chung là mùi thơm là được, chỉ cần mùi nào thơm thôi. Thơm thì là được. Thơm là thôi. Được đúng không? Mùi thơm là được chứ không có mùi hôi đúng không? Đúng rồi. Thôi để chút tụi em kiểm chứ. À, em có món quà tặng anh. Mình cảm ơn anh có món quà tặng em. Cái này giống như kiểu em đi xe hoặc là đi máy bay á, bỏ vào được mấy cô. Vâng, em cảm ơn. Còn cái này là cái đồng hồ, nhưng mà nói chung không có giá trị về vật chất cao, nhưng mà ý là muốn em treo đồng hồ này là lúc nào cũng là nghĩ thời gian cho mình hẹn hò với nhau. À, em có tặng anh cái viết ấy. Viết hả? À, thực ra là ý nghĩa của cái này là em muốn nếu như mình có thể đi tiếp với nhau thì cùng nhau viết nên một chuyến tình thật là đẹp. Ồ, cảm ơn. Chưa chưa đứng sát bên bạn gái đi. Đứng sát bên hai người nắm tay nhau đi. Trời ơi, nắm tay. Rồi đứng sát nhau chút xíu nữa. Đi rồi test đó. Mùi luôn đi nào. Kiểm tra đi, có cái mùi nó có gì. Thôi em thấy mùi có hợp với em không ạ? Ừ. Trong này nhiều mùi quá em ngửi không ra. Thôi cho ngồi xuống là gì ạ? Rồi ngồi trở về đi. Thôi chứ có mùi đặc biệt là dễ biết lắm. Em vào Sài Gòn lâu chưa em? À, em vào đây được 9 năm rồi. À, em đi học và đi làm ở đây luôn. Anh thì ở đây lâu chưa? Anh mới vào năm 2018, lúc trước có vào, sau anh về đi làm bên... Khi yêu đương thì anh có ràng buộc gì không anh? Muốn quản xem là người đó làm gì ở đâu cũng phải báo cáo với mình. Thì em muốn biết là quan điểm của anh về khi yêu thì như nào? Không, vấn đề đó thì anh không có tính vậy, không nghĩ là không quản lý, không giám sát rồi. Nên mỗi người có một cái không gian riêng của mình á. À, dạ. Em ơi, em nói một câu bằng tiếng Lào á, một cái tình cảm của em coi nó ra làm sao? Em nói cũng được ít lắm, nhưng mà ví dụ nói anh yêu em thì nói được gì? Đâu nói thử coi. Nòng ơi, hạc ai bò. Nói gì? Nòng ơi, hạc ai bò. Ngọn đây kìa, thấy không? À, bây giờ nè, mà đưa ra thử một cái quan điểm đi. Nếu như hai đứa giận nhau, cãi nhau đến kịch liệt luôn thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Em thì chắc là em cũng chiều nhún trước ạ. Rồi xong rồi mình bớt nóng lại thì mình thử cái vấn đề đó là em đúng hay em sai, hoặc là bạn đứa kia sai, rồi mình phân tích tiếp. Nhưng mà nếu như em muốn là cái đó em đã đúng rồi thì anh phải nghe theo em thì anh sẽ làm sao? Thì nếu mà đúng thì chắc chắn là phải nghe theo em rồi. Tại vì á, em nghe người ta nói rằng khi yêu thì người ta thường mù quáng. Ví dụ như là bồ của mình nói là đó là con gà, tuy đó là con vịt thôi nhưng mà anh cũng tin là đó là con gà. Thì anh có làm điều đó không? Vấn đề khó trả lời quá. Tức là anh có chấp nhận đó là con gà hay không, hay là vẫn đinh đinh đó là con vịt cãi tới cùng? Thì tất nhiên là nó con vịt thì phải nói là con vịt rồi. Chứ không bạn gái cũng thích nó con gà. Thì bạn gái nói con gà thì để bạn gái nói con gà thôi. Nhưng bạn gái muốn thích em nói con gà thì em có nói không? Thì em nói con gà. Đó là trong tình yêu thôi. Còn khi mà đã về chung một nhà thì chuyện hơi khó, tùy theo chuyện không? Vâng. Nhưng mà em có muốn người yêu em phải nghe em tuyệt đối như vậy hay không? À, dạ không ạ. Thôi bây giờ tiến tới hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng tôi vừa tạo điều kiện nói chuyện, vừa tạo để cảm xúc nó đông đầy luôn trong cuộc nói chuyện này. Hai bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận cái nắm tay nó có ấm áp hay không, nó có truyền một chút điện nào hay không. Tay lành lắm anh ơi. Tay bạn ấm lắm anh ạ. Rồi, hãy nói với nhau đi. Nói ra những cái lời mà mình đang suy nghĩ về người đối diện, mình mong muốn điều gì. Hôm nay thì lần đầu gặp thì nói chung là mình cũng chưa hiểu biết về gì nhiều. Hy vọng là sau chương trình mình hẹn hò thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Hy vọng là mối quan hệ của mình càng ngày càng phát triển xa hơn. Thực ra thì em cũng muốn cho mình một cơ hội, cho nên là đã tham gia chương trình này. Em cũng muốn hai bên nghiêm túc suy nghĩ có nên bắt đầu một mối quan hệ này hay không. Được rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Hãy kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem nó có rung động chưa. Nó rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Mình thua cô gái rồi đấy. Quay bấm trước. Đó. Nào, nắm tay nhau đi. Hợp quá. Bây giờ á là một nụ hôn đầu tiên để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình.
Trúng không? Trúng rồi. Hả? Khó mà. Đúng rồi. Thấy chưa trúng á. Làm lại nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhẹ nhàng từ từ. Nhẹ nhàng xây đắm nè. Để nguyên. Để nguyên hít vô. Chúc hai đứa sớm tìm được tiếng nói chung và sớm đến báo